Chào tất cả anh em nha. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục giới thiệu các bạn thêm một gốc mai nữa cũng khá là đẹp bạn ơi. Hoành thì sáu mấy bạn ơi. Đầu tiên mình sẽ quay cái tàn cho bạn cùng xem nha. Bắt đầu từ từ mới đo vô cái gốc và hoành của nó. Gốc mai này thì đang ở huyện Cái Bè bạn ơi. Đây là cái tàn của nó nhìn từ xa bạn. Nhìn cũng khá là đẹp ha. Tàn tàn thông các bạn ơi. Cái tàn này cũng khá là rộng nha bạn. Thì mình đo là 4,6 m các bạn. Chu vi tàn 4,6 m thôi. Chiều cao nó thì khoảng 6,2 m các bạn. Quay rất là kỹ, anh em nào muốn quan tâm thì anh em cứ xem thật kỹ đi, tham khảo bạn ơi. Thì mình đến chơi thì gặp chú đang chỉnh sửa lại cái bộ tàn các bạn ơi. Chỉnh sửa lại cho nó đều các bạn. Nhánh thì tương đối nhỏ các bạn ơi. Đây là nhìn phía bên ngoài. Anh em nào mà quan tâm thì anh em cứ xem từ từ chi tiết nha mấy bạn. Nhiều khi điện thoại tới rồi hỏi tùm lum tơ mình cũng không biết trả lời anh em góc nào nữa. Tàn khá là rộng, nhìn rất là đều. Hoành nó thì chú đo 68 các bạn. Đây là bộ đế nè bạn ơi. Gốc này đang sửa tàn rồi. Cắt mấy tàn đang sửa rồi. Anh em xem kỹ, anh em nào thật sự quan tâm hả liên hệ mình nha bạn. Giá mềm lắm anh em ơi. Cứ yên tâm. Còn đây là chợ trên cao mình nhìn xuống nè, phía trong trong thân tàn. Tiền nào của nấy anh em ơi. Nói chung là gốc mai này thuộc tầm trung mấy bạn ơi. Thì anh em nào quan tâm xem kỹ clip này rồi liên hệ với mình. Giá cả thì từ từ mình sẽ nói cho các bạn cùng nghe. Rất là cao. Đây là bộ đế các bạn. Thì bộ đế cũng khá là ngon. Giá mềm anh em ơi, vài chục cho anh em chơi là tết à. Nhưng cố gắng mình quay toàn bộ thân mai tàn mai trụ đế cho anh em cùng xem, chứ anh em nhiều anh em xem mới có chút xíu à, 1 phút 2 phút gì để anh em nhấn ra, anh em bóc điện thoại, anh em điện rồi anh em hỏi những cái thông số mình đưa cho anh em là mình đã đo hết rồi các bạn. Nếu anh em nào mà đến mà đo lại, nếu chặt những cái thông số đó thì mình tặng luôn gốc mai này cho anh em. Những thông số mình đưa ra là hoàn toàn chính xác bạn ơi. Nếu mà có xê dịch chỉ 1 cm 2 cm thôi bạn ơi, chứ không có nhiều. Gốc mai này thì đang giai đoạn chỉnh sửa các bạn. Chút xíu mình sẽ quay thêm một gốc khế nữa cho bạn, cho anh em nào mà quan tâm về chơi gì cây khế bạn thì anh em cũng có thể tham khảo.
anh em cũng thông cảm nha, tại vì nhiều khi anh em điện thoại tới mình không bắt máy, lý do là nhiều người điện quá bạn ơi, mình không thể nào bắt máy hết bạn ơi, thứ hai mình còn làm công chuyện nữa, anh em cũng thông cảm cho mình, có gì thì anh em cứ chụp hình gửi Zalo mình, kết bạn với mình rồi mình báo giá cho anh em xem, giá cả thì hợp lý anh em ơi, khỏi lo. Giờ mình quay lại cái tàn xong mình giới thiệu cho anh em thêm gốc khế nha bạn. Gốc khế này cũng khá là đẹp. Giá cả thì rất là mềm. Đây là gốc khế bạn. Gốc khế này thì anh em nào mà quan tâm thì cứ liên hệ với mình nha bạn. Số điện thoại thì cuối video mình sẽ đưa cho các bạn. Cái này nó bị bọng ở trong như vậy. Đây là từ gốc lên tới ngọn của cái cây khế này. Qua đây quay toàn bộ cái gốc cho bạn cùng xem. Nó bị bọng rồi, cái này bên trong nó bị bọng, đủ đế ở dưới. Cái này tiếc cái nó chưa có trái mà, nó có trái nhìn quay nó mới đẹp thôi. Này không phải mùa đó hay gì, nó không có trái. Cành thì được uống là hết trơn rồi. Gốc của nó, này cái gốc của nó này. Số điện thoại thì trên màn hình nha bạn. Anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ cái số trên màn hình. Chỉ tiếp anh em nào mà thật sự đam mê nha bạn. Đang đăng bắn các bạn ơi. Ok, thì nãy giờ cũng như anh em đã xem một gốc mai với một gốc khế bạn. Anh em nào mà thực sự quan tâm các bạn thì hả liên hệ với mình. Thời gian vừa qua mình cũng xin lỗi tất cả anh em là điện thoại cho mình không bắt máy. Thì lý do là tại vì nhiều người ta không có mua bạn ơi. Mà người ta điện liên tục, giống như người ta phá mình vậy bạn. Thì em cũng thông cảm. Còn mà anh em nào mà đã có từng giao dịch với mình rồi á thì mình điện lúc nào cũng bắt máy các bạn ơi. Thì anh em cứ thích thì anh em điện mình một tiếng là mình ship cho anh em luôn à. Còn những người mà chưa từng giao dịch á, điện thoại mình thì nếu mà điện khóa mình về nhiều lần á, thì mình chặn số luôn bạn. Anh em điện không được thì anh em đừng buồn. Đó là mình chia sẻ mình. Thì nói chung là anh em là thật sự quan tâm hãy liên hệ của mình. Số điện thoại mình thì ở trên màn hình.
hoặc anh em cứ liên hệ không được thì anh em cứ liên hệ qua Zalo mình nha bạn. Còn nói chung là giờ chào tạm biệt tất cả anh em, mình hẹn gặp lại bạn.